Theo đó, Nghị định 38 sửa đổi sẽ chỉ kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu trong vòng một năm do cơ quan hải quan lựa chọn ngẫu nhiên. Nhiều đối tượng được miễn cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể không có đăng ký kinh doanh, thức ăn đường phố. 11 trên 14 thủ tục hành chính trong cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm cũng sẽ được cắt giảm. Bộ Y tế sẽ chỉ kiểm tra với một số mặt hàng thật cần thiết như sữa trẻ em, thực phẩm chức năng và phụ gia thực phẩm. Đồng thời, phân cấp mạnh cho các sở y tế để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp